Xin chào các bạn, mình Lê Văn Lộc và hôm nay xin cảm ơn các bạn lại quay lại với cái kênh YouTube của mình và với cái tiếp tục là những cái loạt bài chia sẻ của mình dành đến cho các bạn. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn đến một cái dự án mà mình sẽ dạy online và cho đi miễn phí trên YouTube, một cái giáo trình SEO và quảng cáo Google. Các bạn biết là trong làm ăn kinh doanh thì làm ăn bằng internet và sử dụng internet trong kinh doanh là một bây giờ nó đang là một xu thế của thời đại rồi. Và thì Lộc tin rằng những người mà tìm đến video này và xem những video này thì có lẽ các bạn đã biết được cái tầm giá trị, cái sự quan trọng của việc kiếm tiền online rồi. Thì mình cũng không muốn nói nhiều nữa, làm sao để chúng ta bán được nhiều hàng hơn với nhiều đối tượng khách hàng hơn thì internet là một cách không thể bỏ qua. Và có những ngành nghề đấy, nó không chỉ là chiếm 60% mà thậm chí là chiếm 90% là kiếm tiền từ mạng buôn bán hàng và tất cả các dịch vụ là buôn bán từ trên mạng. Và thì với cái giáo trình này thì là nó cũng xin giới thiệu với cái giáo trình này thì nó cũng xin giới thiệu với các bạn một chút. Thì dựa theo sự phát triển và tốc độ phát triển của công nghệ thì mỗi ngày nó sẽ có những kiến thức mới, mỗi ngày nó sẽ được update thêm. Thì nhưng mà cái gì từ cái nó phải bắt đầu từ cái nền, nó bắt đầu cái gốc. Thì Lộc hy vọng rằng các bạn sẽ học cái gốc này nó thật là kỹ lưỡng và thật là chăm chỉ. Và nếu có thể được thì các bạn dùng bút vở, sách hay là bất cứ gì có thể ghi chép lại để các bạn có thể nắm bắt được những cái kiến thức và những cái tư duy mới trong cái nền công nghệ mới này. Và những gì mà Lộc chia sẻ tới đây thì Lộc cũng chia sẻ ở các lớp học, các khóa học của Lộc sẽ được mở ra trong những tháng ngày tới. Thì Lộc ước mong rằng các bạn sẽ luôn theo dõi những video trên YouTube của mình và đăng ký vào link để tham gia nhóm kín của mình thì mình sẽ hỗ trợ các bạn. Và nếu các bạn muốn học offline, muốn được nhận sự training, sự huấn luyện trực tiếp cầm tay chỉ việc từ Lộc thì chúng ta sẽ làm việc cùng nhau và đăng ký cho Lộc khi mà các bạn kết nối vào nhóm kín với Lộc và chúng ta sẽ gặp nhau trong những khóa học mà Lộc tổ chức. Thì không dài dòng nữa thì bây giờ Lộc xin bước vào cái giáo trình SEO và quảng cáo Google. Thì trong cái bài mở đầu thì Lộc muốn xin giới thiệu các bạn là giáo trình này nó sẽ dạy kết hợp với kiến thức về SEO, kiến thức quảng cáo Google và kiến thức về tư duy trùm tốt. Thì đây là ba cái kiến thức quan trọng nhất mà đến thời điểm bây giờ là nó đúc kết là nó quan trọng nhất. Tất nhiên nó có những kiến thức khác nhỏ lẻ vặt vụn và đi trong cái giáo trình này và sau này sẽ update thêm những cái khác nữa, nhưng mà cái ba cái này là ba cái nhưng mà ba cái yếu tố này nó giống như là ba cái chân của cái kiềng. Các bạn cố gắng học kỹ lưỡng SEO là như thế nào, quảng cáo Google nó cần phải làm gì và tư duy SEO chùm là chúng ta tư duy chùm tốt đó là tư duy như thế nào là đúng nhất, tư duy như thế nào là chính xác nhất. Đấy, để cho cái trang web của chúng ta, cái kênh YouTube hay là video hay là bài viết hay là tất cả những gì mà chúng ta muốn được SEO, muốn được Google chấp nhận, muốn được Google phân phối đấy sẽ được có khả năng lên top, có khả năng thậm chí là trùm top đấy thì sẽ được giải trình trong cái trong cái cuốn giáo trình này. Thì các bạn thì trong cái chương 1 là cái chương quan trọng nhất. Đấy, là cái tư duy quan trọng nhất. Trong chương 1 là cái quan trọng nhất, là cái các bạn cần nhất ở đây, đó là SEO và tư duy trùm top 1. Đấy, các bạn biết là nếu như mà SEO mà không được vào top 1 ấy thì SEO gần như trở thành ra là gọi là gần như là lãng phí các bạn ạ. Thậm chí là có rất nhiều người gọi là lỗ vốn. Thậm chí có rất nhiều người bỏ tiền ra lỗ vốn vì SEO bởi vì không được vào top 1. Thật ra đấy, để vào top 1 nó rất là nhiều yếu tố. Đấy, quan trọng là cái tư duy của bạn, là các bạn có thể chịu đựng được cái áp lực của cái việc là đợi
để mình được vào top 1 hay không. Nhưng mà không phải là mình đợi trong vô vọng, mà mình đợi trong sự hiểu biết, mình đợi trong cái sự có kiến thức các bạn ạ. Thì Thì muốn sau có khi kiến các thức bạn thì các bạn sẽ hiểu về phải học sale của xong rồi mình thì các bạn đấy. mới nắm bắt được là sau khi các bạn hiểu về sale xong rồi thì các bạn mới nắm bắt được là các bạn phải cần tư duy như thế nào để phù hợp với cái sale và áp dụng như thế nào, làm như nào để tối ưu được quảng cáo, giảm cái số tiền quảng cáo nó xuống thấp nhất. Đấy, thì mình muốn khái quát các bạn về qua loa là như thế, và mình mong rằng các bạn sẽ nhớ được cái khái quát này của mình. Là đầu tiên các bạn phải biết chắc sale là cái gì, sau đó là bạn áp dụng cái tư duy trùng tư một nó vào với sale thì nó sẽ ra như thế nào, và các bạn phải làm như thế nào, và đầu tư bao nhiêu tiền, và để khi áp dụng vào quảng cáo Google các bạn sẽ tối ưu quảng cáo như thế nào, và làm sao để rút ngắn được cái thời gian lên top và giảm thiểu được số tiền xuống thấp nhất. Đấy, thì đó là cái chủ yếu mục đích mà là khái quát để bạn hiểu là cái giáo trình này sẽ cung cấp giúp đỡ bạn được như thế. Thì ở đây là cái vấn đề thứ nhất là các bạn phải định nghĩa cho mình đấy, sale là cái gì, đúng không? Các bạn phải định nghĩa sale là cái gì. Có thể tư duy trùng top 1 các bạn đọc và hiểu nghĩa luôn, không cần phải định nghĩa, đúng không? Các bạn phải hiểu là làm sao để đưa mình vào top 1, đúng không? Đấy là cái tư duy thứ 1 đấy. Hay là chạy quảng cáo Google thì bạn biết là chạy quảng cáo Google tức là chạy quảng cáo thôi, đúng không? Chạy quảng cáo, dùng Google để chạy quảng cáo thôi, và chạy quảng cáo trên Google, trả tiền cho Google để nó chạy quảng cáo cho mình. Nhưng mà quan trọng là sale là cái gì đấy, và tại sao ta phải học sale đầu tiên trước khi học tư duy trùng top 1 và học chạy quảng cáo Google. Thì các bạn sẽ học cùng mình ở đây là sale là gì. Thì ở đây mình đã viết cái câu này: sale là cách chúng ta tối ưu video ảnh của một website, của một cái channel, tức là của bạn ấy, để nó gọi là thân thiện đấy. Ở đây mình để nó thân thiện nhé, để mình viết thiếu. Để nó thân thiện với công cụ tìm kiếm các bạn ạ. SEO là cách mà các bạn làm cho cái bạn cần SEO nó thân thiện với công cụ tìm kiếm. Ví dụ như là Lộc muốn SEO cái tên của Lộc. Đó, tên của Lộc là Lê Văn Lộc, và Lộc muốn SEO cái cụm từ lên là Tê Văn Lộc, là Lê Văn Lộc này lên. Ví dụ như các bạn gõ chữ Lê Văn Lộc vào cái trang search của Google, các bạn sẽ thấy là Google sẽ đưa ra hàng trăm đấy, cái gọi là cái tên của rất nhiều người khác tên là Lê Văn Lộc, đúng không? Nhưng mà Lộc SEO ấy làm sao để cho người ta tìm ra Lộc, phải tìm ra Lộc, đó là Google, đó là SEO các bạn ạ. Làm sao để mình cái bài viết của mình nó có cái từ khóa Lê Văn Lộc đấy, nó phải thân thiện nhất với cái search Google các bạn ạ. Để cho mình được đưa lên trước những cái người kia. Mình sẽ nói thật kỹ cho các bạn để các bạn có thể hiểu được. Là dù ở đây đấy, mình sẽ tìm chữ Lê Văn Lộc, và các bạn sẽ cùng mình tìm chữ Lê Văn Lộc. Thì mình sẽ lấy đích chính cái tên của mình để mô phỏng cho các bạn hiểu về SEO như thế nào. Đấy, mình sẽ dấu chấm tí để mình tìm cái từ này nó có nhiều. Đấy, các bạn sẽ hiểu là khi mình gõ cái từ Lê Văn Lộc này đấy, và nó hiện ra tên của mình các bạn ạ, hiện ra tên của mình, hiện ra ảnh của mình, hiện ra doanh nghiệp của mình trên Google đấy. Các bạn hiểu chưa? Đây là hiện ra mình này, hiện ra bản đồ này đấy. Thì sau khi nó hiện ra mình rồi, bên dưới này mới có những cái tên khác, các bạn hiểu chưa? Đấy, có những cái tên Lê Văn Lộc khác, các bạn hiểu chưa? Đây mới cái tên Lê Văn Lộc này, tức là mình phải làm cho mình đấy, thân thiện nhất đấy, có thể. Tất nhiên là chúng ta phải hiểu được là đây là Lộc cũng như là may mắn thôi đấy, bởi vì là những người đi trước Lộc, những người có cái tên là Lê Văn Lộc ấy, ở ngày xưa đấy, họ không biết về SEO các bạn, nên là họ không biết cách làm sao để thân thiện với công cụ tìm kiếm, công cụ search ấy, cho nên là họ không làm SEO nó chuẩn 100%. Cho nên là bây giờ mình dù là hậu sinh, mình là người sinh sau đẻ muộn, nhưng mà mình vẫn nên tốt được, mình vẫn trúng tốt được, bởi vì là họ không biết về SEO và mình biết về SEO các bạn ạ. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là họ không chạy quảng cáo, bởi vì cái từ này chạy quảng cáo nó không ra tiền các bạn ạ. Nên cho nên là họ không chạy quảng cáo cái từ này, nó không phải là một tên của ngành dịch vụ có thể kiếm ra tiền, nên họ không chạy quảng cáo. Bởi thế cho nên là mình dễ dàng lên tốt với cái tên này. Đấy, mặc dù là
trên Việt Nam sẽ có hàng trăm người hàng nghìn người có cái tên là Lê Văn Lộc, nhưng mà các bạn sẽ biết là tên của mình sẽ được lên trên đầu tiên là bởi vì may mắn là mình là hậu sinh nhưng mà mình có biết về SEO các bạn đấy, cho nên là các bạn hiểu rằng là nếu như các bạn biết về SEO là càng sớm bao nhiêu là càng tốt bấy nhiêu. Không phải là chúng ta sinh sau để muộn đó là một cái thiệt thòi đâu, mà đó là chỉ là một cái thách thức nhỏ thôi, và khi chúng ta vượt được qua thách thức này chúng ta sẽ trở thành người thành công, chúng ta sẽ lại trở thành người chiếm thị trường. Thì đó là cái mà Lộc muốn khích lệ các bạn đấy. Và cái ý thứ hai của cái định nghĩa SEO là gì đấy, SEO tốt đồng nghĩa là nó thân thiện với Google Search, đúng không ạ? Thì các bạn phải hiểu là SEO tốt là SEO gì. SEO tốt là tất cả những cái gì có thể tối ưu được để nó thân thiện với công cụ tìm kiếm, với Search, là các bạn phải làm hết. Các bạn phải làm hết, không được bỏ qua bất cứ một thao tác nào khiến cho bài viết, ảnh hay video của bạn có thể thân thiện với Google, không được bỏ qua bất cứ một cách nào. Đấy. Càng tốt bao nhiêu thì đồng nghĩa nó sẽ càng thân thiện với nhiều, giống như là hai người bạn thân với nhau, đúng không? Ví dụ như có rất nhiều người đấy, làm cái nghề gọi là nghề vá xe, đúng không? Nếu như anh A, anh B, anh C, anh D, bốn người đều làm cái nghề vá xe, các bạn hiểu là bốn người đều làm về bốn người này đều làm cái nghề vá xe, đúng không? Nhưng mà cái người D này là người gần ở nhà tôi nhất và là người thân tôi nhất, là người tôi hay nói chuyện, hay giao tiếp nhất, thân thiện với tôi nhất, là người ở gần tôi nhất, cái người này là người vá xe, đúng không? Nếu như có ai bị bục lốp xe, tôi sẽ giới thiệu đến anh D, chứ tôi không giới thiệu đến anh A, anh B, anh C. Các bạn hiểu không ạ? Hiểu, các bạn hiểu cái tư duy chưa? Là tức là ai thân thiện với tôi nhất, ai gần với tôi nhất, tôi sẽ giới thiệu cái người đó. Cái người nào thân thiện nhất với Google ấy sẽ được đánh giá đầu tiên. Ví dụ như bây giờ là, tức là các bạn phải hiểu là có bốn người cùng làm cái nghề vá xe, anh A, anh B, anh C, anh D. Nhưng mà cái anh D là anh thân thiện với Lộc nhất, đúng không? Bốn người này. Thì khi mà Lộc học xe, Lộc sẽ đến nhà anh D để sửa. Vì anh D là rất là thân thiện với Lộc, đấy, rất là thân, đấy, là bạn thân. Còn là anh A, anh B, anh C kia là họa hồn thôi, đấy, thì mình mới vào. Cho nên là các bạn phải hiểu là Google cũng thế, nên các bạn phải kết thân với nó, các bạn phải kết thân với Google nhá. Thì đó là cái mà mình muốn chia sẻ. Thì đó các bạn, nó như thế nào để các bạn có thể định nghĩa về SEO. SEO có nghĩa là làm cho bạn trở nên thân thiết với công cụ tìm kiếm, trở nên là người thân với công cụ tìm kiếm Google. Thì nó có rất nhiều các cách và rất nhiều các loại định nghĩa khác nhau. Đấy, như SEO này, nhưng mà các bạn hiểu tóm tắt là SEO là thân thiện, bạn làm cho mình trở nên là thân thiện, thân thiết với Google, thân thiết với công cụ tìm kiếm của Google. Đó là cái định nghĩa cơ bản nhất để bạn hiểu. Còn trong cái SEO nó có rất nhiều cách SEO, có rất nhiều cách SEO, nhưng mà tất cả các cách đều giúp bạn trở nên thân thiết, gần gũi với Google, với công cụ tìm kiếm của Google. Đó là cái định nghĩa về SEO. Đấy. Nhưng mà các bạn sẽ nhìn vào cái dòng chữ này. Ở đây các bạn sẽ hiểu là SEO có nghĩa là khiến bạn trở nên thân thiện với Google. Nhưng mà các bạn có lên top được hay không? Có bước vào top được hay không? Đấy. Thì nó phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Ở đây các bạn sẽ có nhiều người không biết top là cái gì. Có nhiều người không biết top là cái gì. Thì giờ Lộc sẽ cho các bạn biết top là cái gì. Top là cái bây giờ mình sẽ search một cái từ khóa. Ví dụ như sửa điều hòa. Sửa điều hòa. Hải Phòng đi. Nhá, mình sẽ search cái từ sửa điều hòa Hải Phòng. Và bạn sẽ thấy đây này. Ở đây nó có chữ QC. Là cái người này là người quảng cáo các bạn. Các bạn phải nhớ cái chữ QC là quảng cáo. Chữ QC là quảng cáo. Và đây là map. Map bạn nhé, đây là map, đây là hiển thị theo map này, hiển thị theo map. Các bạn sẽ thấy sau map sẽ thấy cái điện lạnh Hải Phòng 247, điện lạnh Hải Phòng 247 các bạn sẽ thấy. Sau điện lạnh Hải Phòng 247 là sẽ thấy điện nước Hải Phòng .com. Đây các bạn sẽ thấy, tức là các bạn sẽ hiểu này, top nó chính là những cái này. Top đây là top 1 sửa điều hòa Hải Phòng, thằng chạy quảng cáo này, bảo hành điện máy này đang giữ top 1 bởi vì nó xuất hiện đầu tiên trong việc quảng cáo đó. Nó xuất hiện đầu tiên trong cái việc tìm kiếm thì nó đang là giữ top 1. Nhưng mà thằng này giữ top 1 không phải là SEO, mà thằng này giữ top 1 là bởi quảng cáo các bạn ạ. Bởi quảng cáo. Và thằng này là giữ top 2, ngay bên dưới nó sẽ là giữ top 2 các bạn ạ. Giữ top 2 và thằng này cũng giữ top 2 là bởi quảng cáo. Đấy. Quảng cáo
Nhưng mà sau này các bạn sẽ biết là tại vì sao thằng này lại giữ top 1, tại sao thằng này giữ top 2. Đấy, sau này các bạn sẽ biết. Có thể là sau này sẽ có một vài cái yếu tố này sẽ phân tích về sau. Nói giờ nó sẽ dài. Top 3 các bạn sẽ thấy nó hiện lên bản đồ. Hiện lên bản đồ nó sẽ giới thiệu về trung tâm điều hòa. Trung tâm điều hòa 247 điện lạnh 24 giờ và trung tâm sửa chữa điều hòa Hải Phòng. Đấy, nó giới thiệu trên map để các bạn lựa chọn được cái vị trí nào gần với bạn nhất để bạn có thể đến và sửa chữa điều hòa. Ở đây trong cái top map nó sẽ có điều 247 là chạy chuối, nó gần với cái vị trí của nhà lồng nhất. Bạn nhớ là nó nhận vị trí nhà lồng nhất nên cho nên nó on đầu tô, cho nên nó on đầu tiên. Đây là top 1 của map. Sau đó top 2 là Quang Minh này. Đấy, top 3 là 24 giờ này, chạy cao này. Đấy, các bạn thấy, các bạn hiểu chưa? Ở đây là cái thằng này nó không chạy quảng cáo, các bạn hiểu nhé. Điện lạnh Hải Phòng 247 không chạy quảng cáo, bạn hiểu chưa? Và nó đang on ở top 1. Các bạn biết là đây chính là on ở top 1, nhưng mà top 1 này không chạy quảng cáo. Giả sử như ở trên này không có hai cái quảng cáo này thì chắc chắn điện lạnh 247 nó sẽ lên đầu tiên. Đấy, các bạn phải nhớ là nếu như không có quảng cáo chắc chắn tên này sẽ lên đầu tiên và tên này sẽ lên thứ hai. Đấy, đây là sell on top không quảng cáo các bạn ạ. Quảng cáo sẽ lên top nhưng mà sell không cần phải bỏ tiền ra vẫn lên top các bạn ạ. Nhưng mà vì đây nó bỏ tiền ra, vì trên này có người bỏ tiền ra mua cái từ khóa này để chạy quảng cáo, cho nên là dù sell tốt đến đâu cũng không thể vượt qua quảng cáo rồi. Dù là sell tốt đến đâu cũng không thể vượt qua quảng cáo được các bạn ạ. Dù là bạn sell tốt đến đâu mà có đối thủ chạy quảng cáo đấy, thì bạn cũng không thể nào vượt qua top 1 được. Top 1 luôn luôn là nhiều quảng cáo, bởi vì tất nhiên là người mất tiền họ phải được quyền lợi rồi, các bạn phải hiểu thế. Nhưng mà xem map là rất là điều tuyệt vời. Các bạn biết là dưới đây có điện tại 247 rồi đúng không, đây là on top của map rồi. Đây dưới này lại còn on top của web nữa. Các bạn thấy là hai cái on top này nó sẽ rất là mạnh, cực kỳ mạnh luôn. Các bạn phải biết là đấy, xem nó là như thế các bạn ạ, không cần phải bỏ tiền ra nhưng nó vẫn lên được top. Nó vẫn nên là tốt các bạn ạ. Tất nhiên là quảng cáo này nó on top 1 rồi sẽ được nhiều người kích vào hơn. Đấy, sẽ được nhiều người biết đến hơn. Nhưng mà sell được cái top map này thật sự là điều rất là tuyệt vời. Đấy, họ liệu nó hiện lên này bởi vì là mình ở gần cái vị trí nhà mình, nó gần với những cái vị trí bản đồ này, cho nên là Google nó sử dụng cái định vị toàn cầu để giải quyết vấn đề tìm kiếm các bạn ạ. Có một số các loại từ khóa thì nó sẽ không hiện lên bản đồ. Đấy. Không hiện lên bản đồ. Đấy, đây là mình sẽ review bạn. Bây giờ mình sẽ review một cái từ nữa nhé. Mình sẽ là mua đi. Bán đàn này. Bán đàn Pielo Hải Phòng nhé. Bán đàn Pielo Hải Phòng đi. Các bạn xem đây là Việt Thương. Việt Thương chạy quảng cáo về đến Hải Phòng các bạn ạ. Việt Thương chạy quảng cáo này. Việt Thương top 2. Tức là top 1, top 2 Việt Thương đều giữ luôn các bạn ạ. Việt Thương chạy hai quảng cáo luôn để giữ top 2, hai top luôn. Huy Quang thứ ba, và bây giờ là cũng hiện ra bản đồ để cho mình biết là mình sẽ đến chỗ nào để mua gần nhất. Đấy, có Pielo Hải Phòng Phượng Hồng đấy, và Pielo số 1 Hải Phòng. Pielo số 1 Hải Phòng là mình biết anh này, bạn mình quen em anh này. Công ty nhạc cụ Pielo Solata thì đấy, khó đọc quá đấy. Cho nên là đây là đang số 3. Đấy, top của chúng ta hiện tại là trừ anh Việt Thương và anh Quang Huy quảng cáo ra là giữ top ra bởi quảng cáo, còn nếu như không quảng cáo thì sẽ là Phượng Hồng Pielo số 1 đấy, và Solata đấy, các bạn hiểu chưa. Dưới này là Solata giữ top 1 đấy, theo trang web chứ không theo map. Việt Thương cũng được giữ được top 2 các bạn, Việt Thương giữ top 2 và Pielo Hải Phòng giữ top 3. Đấy, Pielo số 1 không thấy đâu cả. Ở đây Pielo số 1 giữ top 4. Đấy, anh Pielo số 1 này cũng rất biết làm ăn. Đã lâu rồi mình không sửa đàn cho các anh Pielo này, mình không nắm được. Giờ mình sẽ tra các bạn một cái từ nữa, mình sẽ nghĩ xem cái từ nào mà nó không có map, mình sẽ nghĩ xem mà cái từ nào mà nó không cần phải map. Mình sẽ tra từ này, sửa đàn đây, chính cái ngành nghề của mình này, sửa đàn Pielo này. Và từ này vẫn có map. Ở đây vẫn hiện lên Phạm Tuyên, Việt Thương các thứ. Ở đây không, mình không nên được, mình lâu ngày rồi mình không sell cái dịch vụ này, mình không nên được. Bây giờ mình tìm cái từ khóa nào nhỉ, từ khóa nào mà
đào tạo SEO đi, đào tạo SEO, đào tạo SEO, đào tạo SEO đi. Cũng vẫn nên map, mà mình muốn có một cái từ nào nó không nên map cơ, không nên Google map. À, tất nhiên là đào tạo quảng cáo Facebook, ô, quảng cáo Google đi, đào tạo quảng cáo Google. Đó, cái từ khóa này không có map bạn nhé. Từ khóa này chưa ai không SEO map cho nó, không có ai SEO map cho nó. Tức là không có ai nên map và check in là công ty tôi làm map, công ty tôi làm dịch vụ SEO ở trên Google map, cho nên là nó không hiện ra map ở trên Google search. Các bạn sẽ thấy, hiểu chưa? Đấy, thì đầu tiên là tay này vẫn quảng cáo là lên top 1 rồi, không tính đúng không? Quảng cáo không tính. Thì đây là top 1 cho SEO này, tự động SEO vào lên này. Đấy. Đó. Cho nên là các bạn phải hiểu top 1 đấy. Đấy, đây là các loại top này. Đấy. Đấy, các bạn hiểu đó. Top 1 là 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này. Đấy là đào tạo SEO, đào tạo quảng cáo Google. Thì đó là cái Google search. Đó, cái Google search nó cho ra như thế này, và mình hy vọng rằng các bạn sẽ ủng hộ mình để sau này cái chữ đào tạo quảng cáo Google này nó sẽ lên video của mình. Đấy, bạn sẽ biết là video cũng sẽ lên được. Đấy, đây này, nó sẽ kích sang phần video, nó sẽ lên video. Đấy, cái này các bạn sẽ biết rồi, nhưng mà mình sẽ không cần phải kích sang cái lên phần video này, nó vẫn lên video. Ví dụ mình search tên một bài hát, ví dụ mình search tên bài hát nhé, mình sẽ search tên cái bài hát rất là nổi tiếng, cắt bụi cuộc đời nhé, cắt bụi cuộc đời. Đấy, mình sẽ search tên từ này. Đấy, các bạn nhìn chưa, nó sẽ lên video. Video này được SEO on top các bạn ạ. À đây, không phải. Đấy, các bạn nhìn chưa, video nó sẽ lên video. Video này được on top các bạn ạ. Có thể là không phải bởi SEO, nhưng mà nó đạt một cái chỉ số SEO nào đó vô tình, và nó đã lên top cái bài cắt bụi cuộc đời này của Hà Sơn các bạn ạ. Đấy, của Hà Sơn, của giọng ca để đời. Đấy, và sau đó là đến ông Sư Ngôn này các bạn này. Đấy, rồi đến cô ca sĩ này, rồi mới đến Quang Lập này, các bạn nhìn chưa. Video có thể lên top được. Đấy, các bạn phải nhớ, video là lên top được, không cần phải kích vào phần video. Đấy, đấy, đây là phần hình ảnh. Đấy, cắt bộ cuộc đời. Đấy, phần tin tức. Đấy, và phần thêm. Thì thường là cái tất cả này đấy, thường này nó sẽ hiện lên phần map là chủ yếu. Sau map nó sẽ hiện lên phần website. Sau website sẽ hiện lên video. Đấy là ba thứ tự ưu tiên. Ba thứ tự ưu tiên các bạn hiểu được là quảng cáo Google. Đầu tiên các bạn nên SEO vào map, nên SEO vào map. Đấy, bài sau mình sẽ dạy các bạn SEO map Google, được chưa? SEO vị trí ấy, SEO như cái tên Lê Văn Lộc lúc nãy mà các bạn vừa mới search đấy. Sau đó nó sẽ dạy các bạn SEO website, sau đó và chúng ta sẽ SEO YouTube. Và các bạn biết là YouTube là nghề chuyên của Lộc rồi. SEO YouTube là nó quá chuyên luôn. Chuyên hơn cả là SEO web. Đấy, thì nó hy vọng là những cái review này của Lộc thì các bạn có thể hiểu được rồi về cái SEO và top nghĩa là gì. Và có gì thắc mắc nữa thì các bạn comment cho mình nhé, mình sẽ trả lời từng câu hỏi một, không phải vấn đề gì mà sợ cả nhá. Thì các bạn phải hiểu này, việc SEO đấy không phải là việc đưa bạn vào top của Google, mà việc SEO ấy là khiến bạn thân thiện nhé với Google mà thôi. Còn để các bạn đạt được lên top hay không ấy, để các bạn vào được top của Google hay không ấy, vào được top của tìm kiếm hay không ấy, thì phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác. Đấy. Và có trong đó có những yếu tố mà không cần phải SEO. Các bạn phải hiểu là trong đó có những yếu tố nó không liên quan đến SEO một tí nào, nó cũng đạt top. Các bạn phải hiểu là như thế. Đấy. Cho nên là có rất nhiều những người quản lý công ty, những người quản lý cửa hàng và chủ doanh nghiệp, họ nhầm tưởng là SEO sẽ khiến cho được lên top. Đúng, SEO sẽ khiến cho được lên top. SEO sẽ khiến cho được lên top, nhưng không phải chỉ lên top bởi SEO. Các bạn phải hiểu là, các bạn biết là vừa nãy là chạy quảng cáo nó lên top đúng không? Nhưng mà nó có rất nhiều các yếu tố khác ảnh hưởng đến việc lên top. Đấy. Cho nên là SEO ấy là cố gắng, là một cách, là một trong những cách cố gắng giúp chúng ta lên top, chứ không phải là cứ SEO là sẽ lên top. Các bạn phải hiểu như thế, chứ còn bạn hiểu sai là hỏng.
nhá. Các bạn hiểu sai là các bạn sẽ hỏng luôn. Và sau này các ví dụ các bạn thuê một nhân viên chuyên về làm sale giá anh ấy 10 triệu tháng lương thôi, nhưng mà các bạn thấy anh ấy làm nửa năm nay không nên tốt, các bạn chê trách chê bai, tất nhiên là làm nó phải có cái gì đó, nó phải đạt kết quả, nhưng mà các bạn phải hiểu là nên tốt ấy không phải chỉ nằm ở sale, cho nên là đừng đổ lỗi cho cái anh làm sale làm marketing ấy. Ô thằng này không biết làm rồi, thằng hay thằng này lười rồi, hay là có vấn đề gì rồi đó. Các bạn phải nắm rõ vấn đề là như thế. Định nghĩa về sale các bạn phải hiểu, định nghĩa về nó là giúp cho bạn thân thiện với Google mà thôi, chứ không phải là lên top hay không. Lên top hay không nó phụ thuộc nhiều yếu tố, thì trong giáo trình này mình sẽ chỉ hết cho bạn. Đấy. Đó là mình sẽ đó là cái phần định nghĩa về SEO, là cái phần cực kỳ đau đầu, và top là cực kỳ đau đầu. Đấy, SEO là cái gì? Là cái gì? Thì rất là đau đầu, thì mình sẽ làm cái vlog để nói rõ về cái phần này nhá. Để nó là cái trải nghiệm của cuộc sống được mà. Nó là trải nghiệm của những năm tháng, 5 năm nay mình làm SEO mà. Các bạn yên tâm, mình sẽ làm cái vlog khoảng nửa tiếng để giải quyết vấn đề này. Và tiếp theo là việc chạy quảng cáo AdSense ấy được chia làm hai loại nhá. Việc chạy quảng cáo AdSense được chia làm hai loại. Đây là phần khái quát nên mình muốn nói luôn cái phần chạy quảng cáo Google Ads. Và cái phần tiếp theo mình muốn chia sẻ với các bạn là phần quảng cáo Google Ads được chia làm hai loại quảng cáo. Thì đây là cái phần mà nó không nằm trong cái chương này, nhưng mà vì đây là bài khái quát thôi, bài khái quát cho chúng ta bắt đầu cái giáo trình, là muốn giới thiệu luôn cho các bạn về cái việc chạy quảng cáo Google luôn. Thì nó chia làm hai loại, loại thứ nhất là loại tìm kiếm, và loại thứ hai là loại hiển thị. Các bạn ấy biết loại tìm kiếm là cái loại mà chúng ta vừa gõ chữ đấy để nó tìm kiếm ấy, là search ra đấy. Đấy. Và cái loại hiển thị là gì? Loại hiển thị là các bạn tự dưng các bạn đang xem cái video, sau đó tự dưng có cái quảng cáo nó chèn vào ngang cái video đấy, tức là bạn không có tìm nhưng mà nó tự động nó đập vào mắt bạn, nó tự động đến với bạn, thì đó là hiển thị. Bạn đang xem Facebook thì có rất nhiều các ảnh hay là rất nhiều các tin đấy, nó đập vào mắt bạn, nó quảng cáo cho bạn bán áo này, bán quần này, là cái này cái kia đấy, nó tất cả các loại quảng cáo nó đập vào mắt bạn, là bạn không muốn có quảng cáo đấy nó vẫn đập vào mắt bạn, thì đó gọi là mạng hiển thị. Còn mạng tìm kiếm là gì? Mạng tìm kiếm là bạn muốn bạn đi tìm kiếm thì nó mới hiện ra. Các bạn hiểu chưa? Thì đó là chia ra hai loại, là loại tìm kiếm và loại hiển thị. Thì loại tìm kiếm ấy, loại tìm kiếm thì chúng ta mới cần SEO, các bạn hiểu chưa? Loại tìm kiếm mới cần phải SEO. Còn cái loại hiển thị ấy, chúng ta không cần phải SEO, bởi vì không thể SEO được. Nó là gì? Nó là các bạn chạy quảng cáo thì nó đập vào mắt người ta, bởi người ta có tìm kiếm đâu mà ta cần phải SEO, đúng không? Nhưng mà quảng cáo ấy, nó cũng là một cách để chúng ta lên top Google các bạn ạ. Dù là quảng cáo hiển thị hay là quảng cáo tìm kiếm đều giúp chúng ta lên top Google nhá, lên top tìm kiếm. Các bạn hiểu chưa? Đọc sẽ viết thêm cái câu này đây, mạng hiển thị và mạng hiển thị không thể SEO, và nó là dạng quảng cáo chủ yếu tiếp cận cái đối tượng thụ động, là cái đối tượng không đi tìm kiếm từ khóa đấy, là cái đối tượng mà họ không cần đến cái dịch vụ đấy, là cái đối tượng họ đang không quan tâm nhiều đến cái dịch vụ đấy. Đấy, nhưng mà quảng cáo nó cứ đập vào mắt người ta, rồi dần dần người ta biết, người ta mới bắt đầu quan tâm. Đấy. Thế nhưng mà cái yếu tố thứ hai là quảng cáo, cả hai loại quảng cáo này đều là một cách giúp chúng ta lên top tìm kiếm. Đấy. Lên top tìm kiếm các bạn nhá. Mà lên top của quảng cáo ấy là một cái dạng là các bạn neo, gọi là các bạn nắp tên lửa vào xe máy để phóng thật nhanh mà. Cho nên là nó không phải là phải làm thân thiện với Google. Các bạn, vì các bạn bỏ tiền nó phải nhanh không? Nhưng mà cái rủi ro là gì? Rủi ro là bạn có tiền, người khác sẽ có tiền nhiều hơn bạn. Đấy, cho nên là đó là cái rất là khó trong cái thị trường làm ăn. Thì cái này nó sẽ nói sâu về sau, nhưng mà các bạn phải hiểu là SEO không cần phải SEO không cần phải có trong mạng hiển thị, mạng hiển thị không cần có SEO và không thể SEO được, thực chất là không thể SEO được. Đấy. Mình có giới thiệu các bạn thế để các bạn nắm được cái khái quát về quảng cáo Google. Thì phần cuối cùng của cái video giới thiệu
Và khái quát giáo trình này nó muốn nói cho các bạn về lợi ích của SEO và tại sao phải SEO trùng tu. Lợi ích thứ nhất là SEO sẽ khiến cho trang, cho channel, cho ảnh, cho website, cho bài viết của bạn ấy được truy cập một cách miễn phí. Các bạn hãy nhớ, không phải SEO khiến cho trang, cho channel, cho video, cho bài viết của bạn được lên top đâu nhá, mà chỉ cho khiến cho các bạn được truy cập một cách miễn phí mà thôi. Có thể nó sẽ không bao giờ và vĩnh viễn không bao giờ lên top, bởi vì nó có rất nhiều ở thằng khác đã ở trên top rồi, bạn không thể neo được, bạn không thể vượt qua nó được. Bởi vì ví dụ như là bạn, ví dụ như bạn hát cái bài hát cùng tên với anh Sơn Tùng chẳng hạn, nhưng mà anh Sơn Tùng ấy, anh ấy đã lập kỷ lục rồi và bạn không thể phá kỷ lục Guinness, ví dụ thế, bạn không thể phá được cái kỷ lục của anh Sơn Tùng, thì mãi mãi cái bài hát trùng tên đấy không bao giờ vượt qua top của anh Sơn Tùng được đấy, có cái tên gần giống cũng không thể vượt qua được đấy. Bởi vì là mãi mãi vĩnh viễn là anh Sơn Tùng anh đã lập kỷ lục cho cái từ khóa đó rồi, ví dụ thế đấy. Cho nên là SEO không có nghĩa là các bạn phải on top, nhưng SEO có nghĩa là nó sẽ tìm ra bạn, không top 1 thì top 10, không top 10 thì top 20 đấy, nhưng mà dẫu sao thì cũng là được truy cập vào một cách miễn phí, tức là để cho người dùng ta có thể truy cập vào website bạn một cách miễn phí mà các bạn không phải chạy quảng cáo, không phải tốn tiền, không phải là đi kêu gọi rồi là đi nhắn tin gửi link đấy, gửi bài viết, gửi các loại cho người ta là tôi như thế này, nó vất vả đúng không ạ. SEO là một cách người ta tìm đến bạn một cách miễn phí, thì tất nhiên nó là miễn phí ấy, thì nó sẽ tiết kiệm, nó sẽ tiết kiệm. Và tiết kiệm như nào thì đây mình sẽ cho các bạn một cái công thức. Cái công thức này bạn sẽ nhìn thấy cái công thức này, công thức này tỷ lệ on top sẽ bằng tiền nhân với điểm chất lượng SEO nha. Các bạn phải hiểu là cái tỷ lệ on top sẽ bằng tiền nhân với điểm chất lượng SEO. Bây giờ ví dụ như anh Sơn Tùng, anh ấy đã lập cái kỷ lục cho cái từ khóa đấy rồi đúng không, mình muốn vượt top anh ấy thì chỉ có một cách duy nhất là bạn chạy quảng cáo thôi. Chạy quảng cáo thì phải bằng tiền đúng không, bởi vì chất lượng điểm SEO của bạn vẫn còn thấp, không thể vượt qua anh Sơn Tùng, nên các bạn phải nhân nó với tiền để các bạn on top, để các bạn có cái tiền để on top này các bạn ạ. Bởi vì là anh Sơn Tùng anh đang on top mà các bạn muốn chạy cái từ khóa giống hệt như của anh Sơn Tùng đang on top rồi, các bạn phải đổ tiền vào thôi đúng không. Thế cho nên là để tiết kiệm cái tiền này, để tiết kiệm cái tiền này thì các bạn phải đẩy cái điểm chất lượng SEO cao lên đấy, muốn đẩy chất lượng điểm chất lượng SEO cao lên các bạn phải học về nó thôi, học SEO thôi đúng không. Đấy, để giảm tiền xuống phải đẩy chất lượng SEO lên đúng không, còn nếu chất lượng SEO thì mãi mãi vẫn phải mất tiền đấy. Và thực ra thì mãi mãi chúng ta vẫn phải mất tiền, nhưng mà ý là mất bao nhiêu mà thôi đấy, mất càng ít thì càng tốt đúng không. Đấy là cái điều mà Lộc muốn tiết kiệm tiền cho các bạn, là các bạn phải học SEO, học SEO để tiết kiệm tiền, chứ không phải học SEO để đưa số tiền này bằng không đâu. Các bạn phải nhớ số tiền này ấy có thể sẽ vĩnh viễn mãi mãi, không bao giờ bằng không, các bạn hiểu chưa, không bao giờ không. Bởi vì bạn cung cấp dịch vụ bán giày ấy, vẫn có thằng khác nó bán giày đúng không, bạn cung cấp dịch vụ bán áo vẫn có người khác bán áo, bạn bán 10.000 nó có thằng khác bán 9.500, 9.800 đúng không, bạn làm vẫn có thằng khác làm rẻ hơn. Cho nên bạn phải hiểu là quảng cáo bạn không chạy sẽ có người khác chạy quảng cáo đấy, bạn không làm sale sẽ có người khác làm sale. Cho nên là bạn phải hiểu là bạn làm sale bạn không phải là đưa số tiền này về không được đâu, phải nhớ học sale không thể nào đưa số tiền về không được, mà chỉ đưa con số này xuống mức thấp nhất mà thôi. Đấy, đưa mức thấp nhất mà thôi. Làm sale ấy mà đưa tiền về không ấy là chỉ có là không có ai chạy quảng cáo cho cái từ khóa đấy. Các bạn hiểu chưa? Thị trường không ai làm cái lĩnh vực đấy, không ai chạy quảng cáo cho cái lĩnh vực đấy, hoặc là họ không cần thiết. Các bạn hiểu chưa? Họ không cần thiết chạy quảng cáo. Đấy, họ không tha thiết với ngành nghề đấy, họ không chạy quảng cáo. Tức là không có ai chạy quảng cáo mà bạn là người sale tốt nhất thì bạn mới được on top mà thôi. Các bạn hiểu chưa? Còn nếu bạn sale tốt đến bao nhiêu thì người khác cũng vừa tung tiền vào thì các bạn vẫn phải tụt top xuống. Đấy, người ta chỉ cần chạy 5 cái quảng cáo là bạn tụt top 6 rồi. Top 6 thì còn ai xem nữa, đúng không? Chỉ còn 5 cái đối thủ nó chạy 5 cái quảng cáo, thế là các bạn tụt top 6 rồi. Thế buộc các bạn phải cũng phải chạy tiền, cũng phải chạy quảng cáo vào. Thế cho nên là điểm chất lượng sale nó chỉ giảm thiểu số tiền xuống mà thôi. Đấy, đấy là để các bạn hiểu được cái tư duy nhá. Tăng được cái điểm chất lượng SEO này lên, đúng không? Tăng điểm chất lượng SEO lên thì cái tiền sẽ giảm đi. Đấy, ví dụ như cái tỷ lệ on top của cái website của bạn ấy
nó chỉ bằng 1 phần 10 website của người kia thôi, đúng không? Nhưng mà bạn sẽ đổ cho nó 100.000 vào để vượt tốt người ta. Nhưng khi người ta đổ, người ta chỉ cần đổ 1.000 mốt thôi là người ta sẽ vượt được cái tốt của bạn. Bởi vì các bạn chỉ bằng 1 phần 10 người ta mà. Đấy, nên các bạn phải chạy số tiền nó gấp 10 lần người ta thì các bạn mới vượt được người ta trong quảng cáo. Các bạn hiểu chưa? Đấy là mình nói thế các bạn phải hiểu. Tức là bạn có một website, tỷ lệ on top của bạn nó chỉ bằng 1 phần 10 người ta thôi. Thì nếu như bạn chạy quảng cáo 100.000 ấy, thì người ta chỉ cần chạy quảng cáo 1.000 thì tỷ lệ on top người ta đã bằng của bạn rồi. Muốn bằng người ta đấy, bạn phải chạy quảng cáo 100.000, nhưng muốn bằng bạn người ta chỉ chạy quảng cáo 1.000 mà thôi. Đấy, các bạn phải nhớ như thế. Thế cho nên điểm SEO càng cao, số tiền này dành cho quảng cáo nó càng thấp đi. Các bạn phải nhớ là nó càng thấp đi nhá, nó càng thấp đi. Mình sẽ viết cái quảng cáo ở đây nha, cho các bạn hình dung ra được nha. Nếu các bạn chưa hình dung cái này thì Lộc sẽ tiếp tục làm cái video. Đấy, các bạn đặt câu hỏi đi, Lộc sẽ làm cái video để giải thích hết cái tỷ lệ on top này cho các bạn nha. Phần thứ hai là giúp các bạn chat này, tiếp cận và tương tác với đối tượng lạ đang tìm kiếm. Cái này thì quá đúng rồi, đúng không? Ví dụ như Lộc muốn mua cái tủ lạnh ấy, Lộc sẽ không mua ngay đâu. Đấy, Lộc sẽ lên mạng đấy, và tìm hàng chục cái cửa hàng bán cái tủ lạnh này xem thằng nào rẻ nhất. Đấy, và đó là mình sẽ chat qua với họ xem là họ tư vấn như nào, đúng không? Thì SEO nó sẽ đưa cho 10 người lên top đầu tiên để cho Lộc tìm, đúng không? Thế cho nên là bạn mà đưa mình vào trong top 10 thì các bạn có cơ hội bán hàng ấy nhé. Thì đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là giúp bạn bán này, cung cấp dịch vụ cho một người mới, cho một người ở xa, đúng không? Người khác là gì? Người khác là cái người mà chưa từng mua hàng của bạn bao giờ. Người mới cũng thế, là cái người mà chưa từng đến cửa hàng của bạn mua hàng bao giờ, đúng không? Các bạn có thể phân vùng, ví dụ các bạn ở Hải Phòng các bạn thì bán hàng sang Hải Dương, bán hàng sang Hà Nội. Đó là cái người mới, người khác, cái người ở xa, đúng không? Bạn có thể thậm chí là bạn biết là bán đến Sài Gòn cũng được, đấy là bán ở xa, đúng không? Có những người ta mua hàng từ Trung Quốc, đấy, Trung Quốc nó bán hàng về đây, cũng chỉ là bán qua mạng thôi, đúng không? Đó là on top, nó là có cái giá trị như thế. Thì học SEO nó có rất nhiều cái đau đầu, đúng không? Thì đây là mình chỉ giới thiệu cho bạn cái lợi ích mà thôi. Đấy. Bài viết chuẩn SEO sẽ được phê duyệt vĩnh viễn và làm cho Google tin tưởng hoàn toàn. Các bạn phải tưởng tượng như này. Lộc là một người tốt, nhưng có 10 người khác nói về Lộc là người không tốt, đúng không? Chỉ có bản thân Lộc nói Lộc là người tốt thôi, lại có 10 người khác nói Lộc là người không tốt. Thì các bạn sẽ biết là gì? Lộc nói dối thì, đúng không? Đó là cái điều bạn phải hiểu. Thế cho nên muốn Lộc là người tốt thật hay không ấy, thì cái 10 người kia phải nói với Lộc là, phải nói với các bạn là Lộc là người tốt thì bạn mới tin được, đúng không? Cho nên Lộc nói các bạn cái này nó cũng giống như thế. Cái website của bạn ấy, cái website của bạn nó có thân thiện với Google hay không, là do đấy, là do trong đấy nó có rất nhiều các bài viết đấy, cho rất nhiều các bài đăng đấy nói về cái website đó một cách gọi là chuẩn SEO, một cách thân thiện với Google, để vĩnh viễn mãi mãi Google hiểu được cái website đó là website chất lượng, là website tốt, cũng giống như mãi mãi vĩnh viễn bạn hiểu được đấy, Lộc là người tốt nếu như có 10 người khác nói về Lộc là người tốt. Đó là cái mà bạn hiểu trong cái tư duy này. Thế còn tại sao phải SEO chùm? SEO chùm ấy thực ra là khó nhất trong các loại SEO, nhưng mà nó cũng là dễ nhất trong các loại SEO. Nó sẽ phân tích tỷ lệ on top này khác nhau. Bạn phải nhớ tỷ lệ on top khác nhau trong từng từ khóa. Bạn học thuộc cho nó câu này: tỷ lệ on top khác nhau trong từng từ khóa. Giả dụ Lê Văn Lộc mặc áo, Lê Văn Lộc mặc quần, Lê Văn Lộc đi xe, Lê Văn Lộc đào tạo SEO, Lê Văn Lộc
đào tạo quảng cáo Facebook, nếu nộp đào tạo quảng cáo Google, đây mình nộp các loại ABC, XYZ đằng sau. Và nghĩa là một chùm nho nó có hàng, có cả chục quả nho, thậm chí nó có chùm nho nó mười mấy quả nho, đúng không? Và tất cả nó chỉ để tạo lên một chùm nho mà thôi, đúng không? Bởi thế cho nên sao chùm có nghĩa là gì? Sao chùm có nghĩa là bạn chia nhỏ chính bạn ra, bạn chia nhỏ chính website của bạn ra, bạn chia nhỏ chính cái channel, chính cái video của bạn ra để nó có thật nhiều từ khóa liên quan. Đấy, nhắc nhở về cái từ khóa chính. Đấy, từ khóa chính là Lê Văn Lộc, nhưng mà nó lại có nên theo Lê Văn Lộc ốm này. Đấy, Lê Văn Lộc đi chơi với bạn gái này. Đấy, Lê Văn Lộc đang ế này, ví dụ thế. Rất là nhiều các bạn ạ. Đó là SEO chùm. Rất là nhiều cái từ khóa nhắc về một Lê Văn Lộc. Đấy, nhưng mà nó là khác nhau thì gọi là SEO chùm. Các bạn hiểu ý đó, hiểu thì tao sẽ giải thích cho các bạn cái SEO chùm lại bằng chính cái tên này nhá. Mình sẽ giải thích là Lê Văn Lộc nhá. Quay lại cái Lê Văn Lộc lúc nãy mình tìm kiếm, các bạn hiểu chưa? Lê Văn Lộc đứng top 1 này, Lê Văn Lộc đứng top 2 này, nhưng mà được top 3 nhá, không có Lê Văn Lộc nữa. Top 3 lên Signal Tiền Phong này, top 3 lên Follow Lê Văn Lộc này, tin mừng .net này. Đấy, top 4 này nên một cái Lê Văn Lộc nào đó, bạn nhìn chưa, không biết là Lê Văn Lộc nào. Đấy, bạn nhìn đấy, đáng nhẽ SEO chùm là gì? SEO chùm mà Lê Văn Lộc top 1, Lê Văn Lộc top 2, Lê Văn Lộc top 3, Lê Văn Lộc top 4, Lê Văn Lộc top 5, Lê Văn Lộc top 6 vẫn là mình mà thôi, thì đó là SEO chùm. Bạn hiểu chưa? Đó là SEO chùm. Đấy, ví dụ như bạn làm cái nghề gọi là bán mỹ phẩm đấy, bạn đâu có bán quần áo đâu, đúng không? Bạn không bán quần áo đâu. Đấy, ví dụ như cái shop của bạn tên là shop Đại Dương, đúng không? Đại Dương bán mỹ phẩm. Ví dụ shop của bạn là shop Đại Dương bán mỹ phẩm, nhưng shop của bạn có bán quần áo đâu, đúng không? Nhưng mà bạn phải làm sao đó, đấy, để cho những người người ta vừa muốn mua quần áo, vừa muốn mua mỹ phẩm, người ta vẫn tìm thấy bạn. Đấy, ví dụ đấy là SEO chùm. Đấy, tức là bạn làm cho tất cả mọi thứ đều nhắc về bạn, bạn làm cho tất cả mọi cái đều nhắc về bạn, bạn chia nó ra thành một chùm nho, đừng giống như quả bòng ấy, bạn bóc ra và chia từng múi một các bạn ạ, để chia từng múi một, người ta sẽ tìm thấy từng cái múi một, người ta sẽ tìm thấy quả bòng và tìm thấy cây bòng. Đấy, người ta sẽ tìm thấy từng quả nho trong chùm nho, người ta sẽ tìm thấy cây nho. Đấy, đó là SEO chùm. Các bạn phải hiểu cái tư duy này, là cái tư duy mà rất nhiều thứ nhắc về bạn, rất nhiều cái nhắc về bạn, rất nhiều trang web, rất nhiều bài viết, rất nhiều video, rất nhiều ảnh, rất nhiều thứ nhắc về một mình bạn mà thôi. Đó là tư duy SEO chùm. Và điều đó sẽ khiến bạn lên top 1 cách dễ dàng nhất, nhưng nó cũng sẽ là cách khó nhất, bởi vì bạn phải viết hàng trăm bài viết, viết hàng triệu, viết bằng nghìn bài viết. Bởi vì nó chùm mà, bạn phải tách nhỏ ra, đúng không? Thì đó là tư duy. Và tư duy này cần con người chăm chỉ. Bạn biết là chỉ có chăm chỉ mới dẫn đến thành công mà thôi. Đó là tất cả những gì mà Lộc muốn chia sẻ trong video đầu tiên này, cho cái giáo trình này. Và Lộc muốn nói với các bạn là cái giáo trình này đấy, để dành cho những người khát khao thành công, khát vọng thành công, những người nhiệt huyết, chăm chỉ, muốn vươn đến sự thành công. Đó là cái gì mình muốn giới thiệu cho các bạn trong cái video này. Có thể nó hơi dài trong cái phần khái quát, nhưng mà Lộc sợ rằng là những người mới bước vào cái lĩnh vực này các bạn sẽ không hiểu được. Lộc sẽ nói, nhưng Lộc mới nói rất kỹ, và các bạn không hiểu gì các bạn comment, Lộc sẽ làm những video để nói thật kỹ cho các bạn hiểu và review các bạn chắc chắn để các bạn có thể hiểu được. Đấy, thì bởi vì trong cái việc phát triển công nghệ nó rất là nhanh, mà chúng ta không xây nền vững chắc thì sau này phải đập đi xây lại rất là khó. Nên là cái nền ta phải xây vững chắc, xây đúng trước, sau này phải đập đi xây lại. Không phải đập đi xây lại thì đó mới là con đường nhanh nhất, đó là con đường ngắn nhất, đó mới là tốc độ. Các bạn hiểu chưa? Thì đó là những gì mà Lộc muốn chia sẻ với các bạn để các bạn nắm được. Đấy, và cuối cùng là hẹn gặp lại các bạn vào bài tiếp theo, là bài đầu tiên của cuốn giáo trình này. Và các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, đấy, like và share video này, và kéo vào phần mô tả của video, kích vào cái link đăng ký trở thành thành viên trong nhóm kín của Lộc. Nó sẽ hỗ trợ các bạn. Đấy, nó sẽ hỗ trợ các bạn và sẽ chat Facebook với các bạn, inbox với các bạn nếu các bạn cần thiết, cần sự giúp đỡ.
từ một chuyên gia. Và cuối cùng là chân thành cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn vào bài.